Hôm nay ba cùng với đại gia đình mình đi ăn sáng, ăn điểm tâm là để chúc mừng ba nhận được bảo hiểm xã hội. Tuy là không có nhiều lắm nhưng mà ba thấy rất là vui rồi, bởi vì đó là lần đầu tiên nhận được một số tiền bảo hiểm xã hội của ba mấy mươi năm công tác làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố. Và hôm nay á, trong cái vui mừng này còn có một cái vui mừng nữa là ba lại mới mua được cái xe mới. Ba có một chút quà để gửi cho má, cũng như mấy năm nay thì ba cũng ít khi nào mà cho má, chỉ có dịp Tết dịp sinh nhật thôi. Đây là lần đầu tiên anh được cái giải mất tiền đó. Rồi sau má rồi đó, còn nữa, còn hai cháu. Rồi bây giờ ông nội á cũng có một phần quà nhỏ cho cháu nội. Cho hai cháu nội rồi. Rồi bây giờ còn phần quà nữa là gửi cho cháu ngoại, tức là con của con gái Mỹ Phụng ở bên Pháp á. Tuy là cũng ở đây nhưng mà cũng sẽ gửi thôi, gửi cho hai cháu ngoại. Nhưng mà cháu ngoại nó đọc luyện, nó khôn, nó giỏi. Rồi bây giờ để cấp trước á, để như nào bà ngoại cắt dùm ra, bà mốt ra bên đây nó. Còn các con thì thành đạt hết rồi ha. Thì các con chúc các con thì ngày càng thành đạt nhiều hơn nữa. Rồi hôm nay thì ba thì rất là vui. Rồi mua cái này là bên đó coi là cái mặt gì.